Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay thì em làm cái video về cái một bộ mic rất là rẻ của bên em. Đó là một bộ mic U700 anh em nhé, của Layout Quantic. Bộ mic này hôm nay em có bóc và em test cho anh, đó là anh Phương nhá. Anh này anh ở Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, ở Châu Thành Trà Vinh. Đó. Hôm nay thì em sẽ bóc hộp trực tiếp và test cho anh và sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh ngay trong ngày hôm nay. Đây là một cái bộ mic thì trong thời gian vừa qua thì bán là khá là nhiều anh em nhé. Thứ nhất là nó giá rất là bình dân, chất âm thì rất là hay, chất âm khẳng định với anh em rất là ok, tiếng rất là dày anh em nhé. Và tất cả là sản phẩm mới hết, chính hãng, sản phẩm mới chính hãng. Thì hôm nay sẽ bóc hộp luôn và test hàng gửi đi cho anh. Thì đây là một bộ mic U700 để cho anh em tham khảo anh em nhé. Đó, rất là nhiều. Vừa rồi em về rất là nhiều anh em nhé, và được rất nhiều anh em ủng hộ. Thì đi kèm phụ kiện thì nó sẽ có một cái cục sạc nguồn. Đó, cục sạc nguồn này thì là nó có thể sử dụng được điện yếu anh em nhé. Đấy, có nghĩa là con này nó chạy auto volt này, điện yếu, điện cao đều chạy được. Đó, nó khá là hay. Đó, và có một cái dây jack 6 ly để cho anh em kết nối. Đó, cái dây jack 6 ly này thì chúng ta sẽ kết nối là từ cái đầu thu, kết nối xuống cổng mic của con van hoặc là âm ly nhà chúng ta, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo thì anh em sẽ có được hai đôi pin anh em nhé, hai đôi pin. Và anh em lưu ý cái pin này chúng ta dùng hết chúng ta sẽ vứt đi. Đó, lưu ý anh em nhé, không sạc được. Ở dưới đây thì nó sẽ có hai cái chống năng cho anh em. Đó, tiếp theo nó sẽ có hai một cái chống năng, một cái màu vàng, một cái màu xanh, đúng không ạ? Để cho chúng ta lắp vào cái mic thì nó sẽ không bị xước và nó cũng tránh bị trơn trượt anh em nhé. Đó. Hai bên rìa này thì nó sẽ có, như chúng ta nhìn đây, nó sẽ có cái tai để chúng ta lắp vào anh em nhé. Đó. Bên này có một chiếc, ok chưa? Đây là cái đầu chụp của mic. Đó, đây là cái đầu chuột xốp. Đó, cái đầu mic chúng ta sẽ cho vào trong đây, còn không thì không cho vào cũng được, không vấn đề gì. Đó. Và tiếp theo thì em sẽ bóc cái tay mic này ra cho anh em. Đó, tay mic mới tinh anh em nhé. Đó, bóc băng dính ra này, ok chưa? Đó, nó dính rất là cẩn thận, hàng rất là chuẩn chỉnh nhá. Đó, quá đẹp luôn. Lỡ nhau không tinh, ok chưa? Con này nó được sơn một cái lớp sơn tích điện, nhìn nó rất là bắt mắt, nó anh nhìn nó rất là đẹp anh em nhé. Khá là chất lượng. Thì đây là cái bộ mic này thì theo em thì đánh giá thứ nhất về hình thức thì nó rất là đẹp, chất âm thì hay, giá cả thì vẫn rất là vừa tầm để cho anh em chơi trong dịp Tết. Thì anh em nên tham khảo cái bộ mic này. Sẽ bóc luôn cái tay mic này ra nữa và sẽ test cho anh, gửi đi cho anh luôn. Đây. Và anh em tháo ra, đúng không ạ? Tháo ra và chúng ta sẽ cho pin vào trong. Anh em lưu ý nhá, đây nó có cái chiều dương và chiều âm, chiều dương cho chúng ta cho ra ngoài. Chiều dương của pin anh em nhá. Ok luôn. Và cái chính thì nó sẽ là một cái đầu thu của mic. Wow, đầu thu mic quá đẹp anh em nhé. Cho anh em xem luôn. Đầu thu mic này nó tất cả là mặt màu đen hết. Màu đen thì rất sang trọng nhé. Ở đây nó có một cái lớp ni lông chống dính và anh em bóc ra anh em nhé. Anh em bóc ra thì nó rất là sáng bóng luôn. Ở đây là nó dán một lớp ni lông phủ thôi. Đấy. Ở đây nó có cái đường xét này. Đấy, to nhỏ này của mic này và cái hình tam giác đây này anh em nhìn đây, cái này chúng ta có thể chỉnh tần số nhé, chỉnh tần số bằng tay được, ok chưa? Bên này cũng vậy, cái nút IR này anh em lưu ý nhé, IR là khi là tần số sóng thì chúng ta sẽ dí cái màn hình tay mic vào chữ IR này, đó là xong. Bên này nó sẽ là một cái nút nguồn, nút bật tắt đây anh em. Sản phẩm rất là chất lượng U700 của Layout Quantic, ok chưa? Quá đẹp. Và trên đều có tem hết anh em nhé, tem của lợi ích chống hàng giả cho anh em.
Mặt sau thì như em nhìn đây, mặt sau thì nó sẽ có hai đường mic ở ca lông chuyên nghiệp đấy, dùng cho anh em để cắm vào đường mic sơ anh em nhé. Ca lông có thể một mic A sẽ là mic echo, mic B sẽ là mic reverb. Thường người gia đình chúng ta sẽ dùng cái cổng mic 6 ly này, dùng cái cổng mic 6 ly này. Nó sẽ là cổng mic chung anh em nhé, của A và B. Chúng ta sẽ cắm vào, rất đơn giản thế thôi. Dây nguồn thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Dây nguồn anh em cắm vào vị trí này anh em nhé. Đây là hai cái dâu anten của nó, hai dâu anten về để anh em cắm thôi. Đây là dâu anten đây. Và chúng ta sẽ tháo ra. Ok chưa? Xong. Rất đơn giản nhé. Anh em cho vào đây, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ xoáy một vòng, xoáy cho nó khít. Đó, chúng ta sẽ gập lên. Đó, thế là như vậy là ok. Và bây giờ anh em đợi em trong giây lát, em sẽ kết nối với bộ dàn và thử karaoke, thử cái tiếng mic cho anh em nghe. Ok, và vừa rồi thì em cũng đã kết nối xong em nhé. Bây giờ cho anh em nghe cái chất âm của bộ mic U700 của bên em. Trời đổ mưa, chót phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó vấp vã vào sương gió, những đêm mưa tính nhỏ gợi nhớ thôn học trò. Tâm tình thường hay ngó chúng ta về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa rơi qua phố buồn, trách lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình thế. Một người già ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chưa đi có gì vui. Trời mưa nghe ra cuốn thông tin, xua anh vào kỷ niệm áo thân tròn cả một đêm. Thì vừa rồi thì anh em cũng nghe em hát trên một bộ mic U700 khá là chất lượng anh em nhé. Bộ mic này trong tầm tiền 2 triệu thì theo em nghĩ rất là ok. Thì anh em nào mà đang có nhu cầu về cái bộ mic giá tầm như thế này thì anh em nên tham khảo cái bộ mic U700 này của bên em anh em nhé. Đó, tiếng mic là khá hay đúng không ạ? Đó, 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9 tiếng mic rất là bay. Thì vừa rồi cái mic này em đã test xong rồi đúng không ạ? Thì bây giờ test nốt cái tay mic này cho anh nữa là xong. Chúng ta sẽ bật nguồn lên đúng không ạ? Đây 6 7 8 9 tiếng mic cũng rất là ok anh em nhé. Anh em mua cái bộ mic này về phối ghép cho bộ dàn thì rất là tuyệt vời. 6 7 8 9 và tất cả là hàng mới hết và đều được bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Riêng cái bộ mic này thì nó đều có cảm biến gia tốc, chế độ tự ngắt và dò sóng sạch cho anh em. Chất âm hay đúng không ạ? Vừa rồi karaoke thử rồi thì anh em nào mà đang có nhu cầu mua những cái bộ mic mà giá tầm 2 triệu thế này, anh em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.